Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Anh Ngọc Vlog. Video ngày hôm nay xin mời mọi người cùng theo dõi thông tin thú vị, đó là Google Doodle hôm nay 6 tháng 12 tôn vinh món pizza. Google Doodle tôn vinh món pizza với trò chơi tương tác thú vị. Doodle ngày 6 tháng 12 tôn vinh món pizza được Google công bố dưới dạng trò chơi tương tác. Google nhấn mạnh trong giới thiệu về Doodle ngày 6 tháng 12 rằng pizza là một trong những món ăn phổ biến nhất trên thế giới. Về việc chọn tôn vinh pizza với Doodle ngày 6 tháng 12, Google thông tin, ngày 6 tháng 12 năm 2007, nghệ thuật ẩm thực của Napoli Pizza Uolo đã được UNESCO ghi vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Google thông tin thêm khi giới thiệu về Doodle ngày 6 tháng 12 rằng, trong trò chơi tương tác có một số loại pizza được yêu thích nhất khắp thế giới như Margherita, pizza trắng, Calabresa, Mozzarella. Hướng dẫn cách chơi trò chơi Doodle cắt pizza, Google nhấn mạnh người dùng theo dõi kỹ các lớp phủ và số lượng lát cắt được yêu cầu, càng chính xác thì người chơi càng có cơ hội được nhiều sao hơn. Google cũng giới thiệu đôi nét về pizza khi đăng Doodle ngày 6 tháng 12 để tôn vinh món ăn này. Theo đó, dù bánh mì dẹp với lớp phủ ở trên đã được tiêu thụ trong nhiều thế kỷ ở những nền văn minh cổ đại từ Ai Cập đến La Mã, thành phố Naples ở phía tây nam Italia được nhiều người ghi nhận là nơi sản sinh ra loại pizza nổi tiếng ngày nay, phần đế bánh với cà chua và phô mát vào cuối những năm 1700. Google thông tin, cùng với nhiều thế kỷ di cư toàn cầu, sự phát triển của kinh tế, cách mạng công nghệ, pizza đã trở thành món ăn được biết đến trên toàn cầu. Ngày nay, ước tính có khoảng 5 tỷ chiếc pizza, chỉ riêng ở Mỹ là 350 lát mỗi giây, được tiêu thụ trên toàn thế giới mỗi năm. Google Doodle hôm nay tôn vinh món pizza của Google có phạm vi tiếp cận người dùng hầu khắp thế giới, trong đó có toàn bộ châu Mỹ, châu Âu, một vài nước châu Phi, một số nước châu Á, trong đó có Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Rất mong quý vị và các bạn hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.